Tèo 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 tèo. Này, tặng cậu. Hôm nay mình rất là vui vì được bố mua tặng cho mình một chiếc bút này. Chiếc bút này mình đã ao ước từ rất là lâu rồi mà không có bút để vẽ. Nên hôm nay mình sẽ phải vẽ luôn. Mà bút chì mình lại gãy. Nhìn xem trong cặp xem còn có gọt bút chì không. Không có cái gì cả. Ôi, làm nào bây giờ. Ơ Hằng ơi, cậu đang làm gì ấy? Cậu đang vẽ tranh ấy. Thế sao cậu mặt cậu buồn này? Nhưng mà tớ đang vẽ thì bút chì này tớ gãy rồi. Mà trong khi đó thì tớ có mỗi một chiếc thôi. Trong khi tớ rất là thích được làm họa sĩ. Mùi cậu vẽ đẹp thế, làm họa sĩ chắc cũng nổi tiếng. Nhưng mà nhà tớ lại không có điều kiện. Thôi hôm nay tớ có một món quà tặng cậu, để cho cậu thành thực hiện ước mơ. Thật á? Ừ. Thôi cậu đưa cái bút của cậu, tớ sẽ ảo thuật nó ngoài ra cái ngoài cậu, để cho cậu vẽ. Thật á cậu? Ừ. Cậu nhét cái đấy vào cặp tớ úm ba la ra đấy. Nhớ là ôi thần kỳ vậy á. Úm ba la no. Wow. Nhìn này, ôi thần kỳ nhở. Lô của cậu hay tèo tèo tèo. Này tặng cậu. Này, đây nhá, đây là cái bút kỳ của cậu. Cậu đút vào cặp tớ nó biến ra như thế này ấy. Ủa sao bút của tớ vào cái cặp cậu nó lại to ra dữ vậy? Tớ đùng đi. Ôi, cái bút này to như thế này và cặp cậu mà nó to ra như thế này á. Cậu có đùa tớ không ấy? Thôi không đùa cậu đâu, đây bút chì của tớ mua tớ mà tớ tặng cậu ấy. Thật á, cậu tặng tớ cái bút chì này thật á? Thật. Sao cậu lại tặng tớ? Thì tại tớ thấy cậu vẽ đẹp nên tớ tặng cậu để cậu thực hiện ước mơ. Thật á? Ừ. Ôi, tớ thử viết thử đấy nhá, cái bút này nhá. To lắm rồi, hơi khó viết. Đây mới là quà của cậu này. Ôi, tớ tặng cậu ấy. Còn cái bút đấy chỉ để làm kỷ niệm thôi. Ôi, cậu tặng tớ hết chậu bút chì này á. Ừ. Ôi, cậu cho tớ hết cái bút chì này thật á? Thật. Thế thì tớ phải trả cậu lại cái bút này à? Thôi, tớ không nhận đâu. Tớ tặng cậu để làm kỷ niệm ấy. Ôi, thích thế. Tớ sẽ đem trưng bày cái bút chì này hàng ngày để tớ lấy động lực để tớ làm vẽ những bức tranh thật là đẹp. Hay là cậu ngồi đây vẽ tranh cùng tớ đi. Ồ, thật á? Ừ. Thôi, tớ vẽ. Cho cậu một tờ này. Tớ đang vẽ dở bức tranh này.